qua cái bài cuối cùng là bài thứ bảy ở đây đó, mà là chúng ta tập trung vào hai cái bài, chúng ta tập trung vào trong hai cái bài về mô hình toán. Mô hình toán thứ nhất á, là chúng ta xếp thứ tự gia công trên một máy, và mô hình toán thứ hai thì chúng ta có là xếp thứ tự gia công trên hai máy theo cái phương pháp của Ben-Mendelsohn. Trong cái bài này đó thì là chúng ta vận dụng được hai cái mô hình đó, nghiên cứu và vận dụng được hai mô hình đó. Tôi đi thẳng vào trong cái vấn đề là cái xếp thứ tự gia công trên một máy thì chúng ta có những cái phương pháp nào. Thứ nhất thì chúng ta có cái phương pháp gọi là first come first serve, tức là cái công việc nào đến trước thì chúng ta thực hiện trước, công việc nào đến sau thì chúng ta thực hiện sau. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái phương pháp này đó người ta ứng dụng vào trong cái ngân hàng, trong siêu thị. Cái người nào mà đến cái quầy thu ngân trước thì người ta sẽ phục vụ trước, còn cái người nào đến quầy thu ngân sau thì người ta sẽ phục vụ sau. Phương pháp thứ hai thì người ta sử dụng á, là cái phương pháp gọi là theo cái thời gian gia công ngắn nhất. Phương pháp theo thời gian gia công ngắn nhất thì cái phương pháp này đó chúng ta thấy là nếu mà cái thời gian để mà người ta phục vụ nó ngắn thì người ta sẽ là ưu tiên trước, còn cái thời gian để mà thực hiện nó dài đó, thì người ta sẽ thực hiện sau. Ví dụ như là chúng ta đi vào trong cái siêu thị, thì chúng ta mua hàng, chúng ta mua có một cái cây kem đánh răng thôi, mà chúng ta phải chờ những cái người khác mua cả xe kìa, thì chúng ta thấy là nhiều khi nó bất công quá, phải không? Chúng ta đưa tay lên nó, tôi mua có cây kem đánh răng thôi, làm ơn cho tôi đi qua. Thì lúc đó người ta sẽ ưu tiên cho chúng ta qua, thì lúc đó nó gọi là theo là gì? Short test position time, tức là cái theo SPT, có nghĩa là cái thời gian để mà tính toán thời gian cho vấn đề là thanh toán của chúng ta nó nhanh á, thì người ta cho đi trước, còn cái những người mà người ta mua nhiều á thì người ta sẽ đi sau. Thứ ba đó thì là người ta có là theo cái thời gian giao hàng sớm nhất, hay là earliest due date, tức là EDD. Thì người ta dựa vào cái thời gian mà giao hàng sớm thì người ta cho đi trước, còn cái thời gian mà giao hàng muộn thì chúng ta sẽ thực hiện đi sau. Các anh chị sẽ thấy là trên cái bài ví dụ ở đây chúng ta có các công việc, thời gian gia công và cái thời gian giao hàng. Trong cái hình này thì chúng ta có là cái thứ tự, xếp thứ tự là các cái đơn hàng theo cái first come first serve, thì như vậy chúng ta xếp theo cái đơn hàng. Theo cái cột thứ hai ở đây là chúng ta xếp theo cái đơn hàng. Thì cái trật tự của cái đơn hàng này chúng ta có là A, B, C, D, E. Chúng ta có cái thời gian gia công rồi, thì bây giờ chúng ta tính cái thời gian tích lũy. Thời gian tích lũy thì cái 6 bên này các anh chị đưa qua đây, đưa qua 6 thời gian gia công này đưa qua bên này, có nghĩa là công việc A sẽ bắt đầu từ 0 và kết thúc ở 6. Tiếp tục B thì chúng ta lấy 6 này chúng ta cộng 2, chúng ta ra 8. Có nghĩa là B sẽ bắt đầu từ 6, thời gian của nó là 2 thì nó kết thúc ở 8. Rồi C thì chúng ta có là 8 cộng 8 ra 16, tức là C sẽ bắt đầu từ 8, thời gian của nó 8 thì kết thúc ở 16. Rồi D chúng ta có là bắt đầu từ 16 cộng thời gian nó là 3 thì kết thúc 19. E thì chúng ta có là từ 19, thời gian của nó là 9 và kết thúc ở 28. Khi có thời gian tích lũy rồi thì chúng ta mới so sánh với thời gian giao hàng, thì chúng ta sẽ có cái thời gian trễ. Nếu mà A nó hoàn thành ở 6 mà thời gian giao hàng là 8 thì nó không bị trễ. B, thời gian tích lũy là 8 mà thời gian giao hàng là 6 thì nó bị trễ 2. C, thời gian hoàn thành là 16 mà thời gian giao hàng 18 thì nó không bị trễ. D, thời gian hoàn thành là 19 mà giao hàng 15 thì bị trễ 4.
E, thời gian giao hàng là 20, thời gian hoàn thành là 28, giao hàng là 23 thì bị trễ 5. Thì chúng ta tổng lại hết ở đây thì chúng ta có là 11 ngày bị trễ. À, chúng ta tính ra được là 11 ngày bị trễ. Thứ hai thì chúng ta xếp thời SPT. SPT tức là chúng ta xếp theo cái thời gian gia công. À, chúng ta xếp theo thời gian gia công. Thời gian gia công nào ngắn thì chúng ta cho đi trước và thời gian gia công nào dài thì chúng ta cho đi sau. À, chúng ta có thời gian gia công nào ngắn thì cho đi trước và thời gian gia công nào dài thì chúng ta đi sau. Nếu mà hai công việc nó có cái thời gian gia công như nhau hết thì chúng ta xếp cái công việc nào đi trước, cái công việc nào đi sau. À, thì chúng ta ghi nhớ rằng á, là nếu mà chúng ta có cái thời gian gia công như nhau thì lúc đó chúng ta sẽ ưu tiên là cái công việc nào có cái thời gian giao hàng sớm thì chúng ta đi trước. Nè. Còn cái công việc nào mà có cái thời gian giao hàng muộn á, thì chúng ta cho đi sau. À, điểm nó lưu ý như vậy. Thì như vậy đó chúng ta sẽ có cái trật tự là gì? Chúng ta sẽ có cái trật tự là BDACE. À, chúng ta có trật tự là BDACE. Và tiếp tục chúng ta tính thời gian tích lũy. À, và so với thời gian tích lũy với thời gian giao hàng thì chúng ta ra được cái thời gian trễ ở đây và tổng cái thời gian trễ là 9. Phương pháp thứ ba thì chúng ta có là xếp điều độ theo nguyên tắc là EDD, tức là cái thời gian mà giao hàng sớm thì chúng ta thực hiện đi trước và thời gian giao hàng trễ thì chúng ta thực hiện đi sau. Như vậy là chúng ta lấy ngay cái cột thời gian giao hàng này thì chúng ta sẽ xếp theo cái trật tự là cái thời gian mà giao hàng sớm thì cho đi trước và thời gian giao hàng muộn thì chúng ta cho đi sau. Thì như vậy trật tự của chúng ta sẽ có là BADCE. À, chúng ta có trật tự là BADCE. Thế thì chúng ta cũng tính toán về thời gian tích lũy và thời gian giao hàng và chúng ta tính được thời gian trễ đây là 6. À, như vậy các anh chị thấy là cũng bao nhiêu công việc đó. À, nhưng mà nếu mà chúng ta sắp xếp cái trật tự nó khác nhau thì chúng ta sẽ có cái thời gian trễ nó sẽ khác nhau. Ngoài ra thì chúng ta có ba cái chỉ số để đo lường, đó là thời gian hoàn thành trung bình, số công việc trung bình và thời gian chậm trễ trung bình. Và khi tính toán với cái số trên thì chúng ta có được cái bảng số liệu ở đây. À, và trong này thì chúng ta thấy là cái phương pháp mà EDD đó nó sẽ cho cái thời gian trễ là thấp nhất. À, nó cho chúng ta có cái thời gian trễ là thấp nhất. Tuy nhiên cái phương pháp mà SPT đó theo số liệu này đó thì chúng ta lại có là gì? Cái thời gian trễ nhiều hơn của EDD một chút nhưng mà số công việc trung bình của nó và cái thời gian hoàn thành trung bình của nó cũng ngắn hơn. À, điều này cho chúng ta thấy là điều gì? Nếu mà số công việc trung bình có nghĩa là trong 1 giờ á, chúng ta làm được nhiều việc và 1 giờ chúng ta làm được ít việc thì cái nào hiệu quả hơn? Thì chúng ta thấy là so sánh như vậy là 1 giờ mà chúng ta làm ít việc à, và cứ công việc đó lặp đi lặp lại thì chúng ta mới sử dụng được là cái kinh tế vì quy mô được. À, chúng ta làm thuần thục cái công việc đó thì mới đem lại hiệu quả kinh tế hơn là chúng ta đang làm việc này rồi chúng ta lại nhảy qua việc kia rồi chúng ta lại quay qua việc nọ à, thì cái hiệu quả kinh tế nó lại không cao. À, chúng ta qua cái bài phương pháp tiếp theo là phương pháp xếp thứ tự công việc trên hai máy, tức là cái phương pháp của Ben Manchester. À, và trong cái phương pháp của Ben Manchester ở đây đó thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc là gì? À, chúng ta nhớ nguyên tắc là mỗi một cái công việc đó, bắt buộc nó phải qua cái công việc thứ nhất, bắt buộc qua cái máy thứ nhất rồi mới qua cái máy thứ hai là một. Cái thứ hai đó là chúng ta nhớ cái nguyên tắc là thời gian gia công bé nhất. Nếu mà nó thực hiện trên máy 1 thì chúng ta ghi bên trái à, thời gian gia công bé nhất.